Rồi bây giờ mình gửi đến với các bạn một hình ảnh dinh bà Thủy Long. Dinh bà Thủy Long là nơi thờ mẹ của vua Thủy Tề. Truyền thuyết là như vậy các bạn. Đó là cái nơi để người dân đến thờ cúng, cầu nguyện những cái điều may mắn. Các bạn biết là đi biển là nó gặp rất là nhiều cái rủi ro về sóng gió, ảnh hưởng đến tính mạng của những người ngư dân. Cho nên những người ngư dân ở đâu họ cũng có một cái nơi để thờ thần linh. Như cái này là cái chỗ mà người ta thờ một cái vị thần linh như vậy đó. Nhà thờ này mình thấy họ làm cũng kỳ công đầy đó các bạn. Những cái đường nát phồng rồng đồ mình thấy rất là đẹp. Ở đây có những cái con này gọi là con kỳ lân các bạn ạ, à, con kỳ lân. Còn những cái trụ này mình thấy họa tiết những con rồng các bạn này. Đó. Rồng ngậm ngạc này. Đây các bạn này, rồng này. Hai bên là hai con kỳ lân. Cái nhà thờ này sử dụng cũng rất là lâu đời rồi. Sau này các bạn biết là nó cũ rồi người ta xây dựng mới lại đó. Không gian chỗ nào mình thấy rất là rộng đó các bạn. Xây dựng view ra mặt biển luôn. Xây sát mặt biển này luôn các bạn này. Ngoài biển này có cái bờ kè nữa đó. Quay gửi đến với các bạn này đó. Đó, các bạn thấy không? Đó, sóng biển đánh sát bờ luôn các bạn này. Chỗ này gió nó vào chính diện luôn các bạn. Các bạn thấy không? Ở đây có con phụng các bạn ạ. Đây có hình con phụng. Họa tiết mình thấy làm kỳ công đầy đó các bạn. Đó, một cái nơi tâm linh của những người đi biển. Không gian mình thấy rộng rãi, thoáng đãng. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục qua bên đình An Hải. Đình An Hải là một trong những cái đình rất là nổi tiếng ở đảo Lý Sơn. Rồi lên đường. Thì bây giờ người ta đang làm con đường ven biển. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đó, cái đầu kia đó. Đó. Đây là đình làng An Hải, là một ngôi đình rất là nổi tiếng ở đảo Lý Sơn đây các bạn này. Đây. Đây các bạn ha. Một ngôi đình rất là cổ kính. À, các bạn nhìn còn rất là lâu đời rồi. À, các bạn thấy không? Đây là cái bình phong để chắn gió. Đây là cái phong thủy. Đây. Xin giới thiệu các bạn, đây là một ngôi đình rất là nổi tiếng ở đảo Lý Sơn. Đã có rất là lâu đời rồi. Tính ra cũng đã 300 năm rồi. À, ngôi đình này là nơi để thờ tự thần linh. Những người ủng hộ bà con ở cái làng này. Đồng thời ở cái đình này các bạn biết là có một cái lễ hội rất là nổi tiếng. Đó là lễ hội Thế Lính Hoàng Sa. Nếu các bạn biết là cách đây hơn 100 năm á, để khẳng định chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta, thì lúc đó vua Minh Mạng cử những cái đội lính tại đảo Lý Sơn này á, đi ra ở ngoài đảo kia để cắm mốc chủ quyền. Và có những người lính đi á,
người ta không bao giờ người ta trở về lại mảnh đất này. Vì vậy mà hàng năm vào dịp tháng 2 á, người dân ở đảo Lý Sơn làm một cái lễ rất là long trọng để nhớ về những người lính năm xưa. Họ đã đi vì Tổ quốc, họ đã bỏ mạng nơi biển xa xôi. Đây là một cái đình rất là nổi tiếng và rất là lâu đời đó bạn, được công nhận là di tích lịch sử quốc gia. Các bạn ha, rất là cổ kính này. Cái đình các bạn biết là nó rất là thấp thôi, nó không có cao. Đó các bạn ha, nó rất là thấp. Đó, một cái đình. Đồng thời nơi đây cũng thờ những cái vị công thần, những cái vị mà cái thời kỳ xa xưa đã đến đây lập nghiệp. Cái đình này thì xây sao các bạn này, đình này xây sao. Đây cũng có một cái các bạn này, đây. Đây cũng có một cái. Đó. Đình này cũng rất là lâu đời rồi các bạn, đó các bạn nhìn thấy cái đường nét không? Rất là nhỏ thôi. Đây cũng có một cái này các bạn này. Đây. Đó, các bạn thấy không? Đó. Đây cái này. Như vậy là ở đây có bốn cái. Còn bốn cái này các bạn nhìn cái đình kia là nó có sự khác biệt. Vì ngói này là ngói mới các bạn này. Các bạn thấy không? Ngói mới. Ngói mới này, còn cái đình kia là các bạn thấy ngói âm dương. Nhìn nó khác hoàn toàn này các bạn. Đây, đã quay toàn cảnh cho các bạn này. Đó. Rất là đẹp các bạn ạ. Một cái nơi rất là linh thiêng của người dân đảo Lý Sơn. Còn nhìn ở đây là view biển. Đó, view biển. Đó, view biển các bạn. Rồi, mình quay gửi đến với các bạn một số hình ảnh như vậy thôi. Quay cho các bạn ạ. À.